Quý vị ạ, đi qua chợ Gia Căn khoảng 10 km nữa, đi vào phía trong quý vị ạ, đi về phía đông của quốc lộ 20 luôn ấy, thì 10 km với khoảng 20 phút đi xe thì mình sẽ gặp sông La Ngà quý vị ạ. Sông La Ngà là biên giới giữa hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận luôn quý vị ạ. Ở nơi đấy thì có một chiếc cầu bắc qua sông. Đi từ cung đường này, đường này gọi là đường Gia Căn này, đến được sông La Ngà ở nơi miền giáp ranh giữa hai tỉnh đó, thì mình qua khu vực, mình đi ven theo một khu rừng, rừng bảo hộ của Tân Phú. Khu rừng đấy thì nó nằm bao bọc quanh một số vùng của huyện Định Quán này luôn, và nó nằm bao bọc cả khu vực Thác Mai với Bầu Nước Sôi luôn. Quanh quanh con đường Gia Căn này mình quẹo trái, mình đi về hướng bên trái mình, tức là xa hơn về phía Tân Phú nữa, thì mình gặp suối Mơ, rồi mình gặp các cái xứ đạo như Phú Hiệp, Phú Hòa với Đồng Hiệp mà hôm bữa Khanh cũng có quay phim đấy quý vị. Nhìn chung là khu trên này thì thiên nhiên hùng vĩ và có nhiều cảnh đẹp lắm. Cảnh nước thì tạo ra những cánh đồng lúa bạt ngàn, những đầm sen ở Phú Điền, đá chữ thập ở Phú Điền, rồi những cánh đồng lúa mùa nước dâng lụt ở Trúc Lâm. Khánh đi thẳng vầy thì Khánh sẽ gặp sông La Ngà, và Khánh sẽ đi ngang qua khu rừng bảo tồn Tân Phú đó, thì ở trong đó cũng có hang rơi, khu di tích hang rơi, rồi sẽ có đá bảy mẫu nữa. Đá bảy mẫu thì theo Khánh biết thì chắc là nó to tới bảy mẫu đất đấy quý vị, thường thường như vậy đấy, đại khái người ta gọi vậy, gọi là đá bảy mẫu. Rồi có đá hàng rơi, là nơi đó mà có cái hàng rơi nữa quý vị ạ. Rồi ở trên này còn như quý vị biết thì vùng đất ở miền Đông Nam Bộ này thì giống như cao nguyên trên Kon Tum cũng vậy, là được hình thành bởi nhiều núi lửa lắm. Và ở Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất cũng có theo Khánh biết là mấy chục cái núi lửa ngày xưa ấy, bây giờ thì có thể nói là nó không còn rõ ràng như trước nữa. Trên Định Quán này cũng vậy, cũng có mấy chục cái núi lửa ấy, từ 400.000 năm trước trở lên nó có núi lửa, nhưng mà đặc biệt trên Định Quán này còn hai cái núi lửa nhìn còn rõ hình thù của núi lửa lắm, nó cũng nằm ở trên khu vực Định Quán này luôn. Nếu có dịp nào đó thì Khánh cũng xin review tiếp để quý vị mình xem về núi lửa Định Quán quý vị nhé. Đây quý vị này, đây là Khánh đang đi vào phía sâu. Con đường này là con đường liên tỉnh rồi, mặc dù tên là Gia Căn thôi, nhưng mà vẫn là con đường đi từ trên Định Quán để đi đến sông La Ngà và qua bên kia khu vực xã Đức Linh của tỉnh Bình Thuận được luôn. Đây là có thể nói là đi vào miền biên giới vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai luôn, của huyện Định Quán luôn. Nãy giờ Khánh đi kiếm một chút gì đó ăn trưa mà Khánh cũng chưa thấy đó quý vị. Đây quý vị thấy cánh đồng lúa bạt ngàn này, phía bên này đồng lúa nhiều lắm. Tiếc là hôm nay Khánh cũng không có lai cam. Ở đây có cánh đồng cho những con trâu rồi ruộng lúa. Xa xa quý vị có thể thấy kia là một quả đồi hay quả núi gì đó ấy, quý vị ạ. Nơi đó có một hòn đá, Khánh thấy nơi là đá hàng rơi. Đá hang rơi thì ở đấy có một cái hang quý vị ạ, đẹp lắm, mình ghé ngang để quý vị cùng tham quan một chút. Đây là nghĩa nơi mà chôn cất những người mất ấy, của nghĩa địa Cao Lập Thắng, và Khánh nghĩ là quanh quanh đây cũng là nghĩa địa của Gia Căn luôn quý vị ạ. Đúng rồi, phía kia là giáo xứ Gia Căn, nghĩa trang của giáo xứ luôn quý vị này. Khánh vừa đi ngược lại để ăn cơm, bởi vì thấy bà chủ quán nói thì ở đây suốt mười mấy cây số đường như vậy mà mới có quán cơm, cứ có một quán cơm mới mở rồi đấy quý vị ạ. Ở đây quý vị thấy con đường đi Gia Căn từ cắt trung tâm thị trấn Định Quán 10 cây số đi vào đây, đi 10 cây số nữa thì tới miền giáp ranh của tỉnh Ninh Thuận, của tỉnh Bình Thuận. Quý vị thấy con đường ngon quá quý vị này, hai bên có hai len rộng bằng quốc lộ 20, rồi có mương thoát nước nữa quý vị ạ. Có hệ thống mương thoát nước nó quá to, quá đẹp nhỉ. So với con đường song hành ở Gia Kiệm thì mình thấy hơi gan tị, hơi buồn một chút quý vị nhỉ. Đấy quý vị ạ, dân cư ở đây ít thôi mà con đường khang trang quá.
Đây quả đồi quý vị thấy thấp thoáng đây à, đẹp lắm quý vị ạ. Hắn mời quý vị mình cùng ghé vào một chút, tham quan một chút hòn đá Hang Rơi gần như thế nào quý vị nhá. À, Khánh cũng không có thời gian để leo lên trên, hoặc là mình hôm nay Khánh cũng không có lay cam để quay rồi quý vị ạ. Đây quý vị, hòn đá to chưa quý vị kìa, cao sừng sững lên đấy, cấu tạo hay quá. Ở khu vực Định Quán này thì cấu tạo địa chất thì có nhiều khu vực đẹp vậy đấy quý vị ạ, những hòn đá rồi những cánh đồng lúa. Đây Khánh nghĩ đây là con đường đi dô đây. Dưới này một tí quý vị ạ, có con đường để đi gần đến hòn đá hơn. Khu vực ở đây thì nhà cửa còn thưa thớt, rồi Khánh thấy có những rừng cây tràm giấy rồi cây gá tị, cấu tạo địa chất xì đá nhiều lắm. Đây mình đi vô rồi quý vị này, đi con đường đất này để mình đến mình tham quan đá Hang Rơi một chút quý vị nhỉ. Đá Hang Rơi rồi phía trên nữa, đi lại nữa, đi về phía xa hơn, về phía Phú Tân Phú ấy, qua Định Quán thì mình còn gặp đá Chữ Thập rồi đá Tình Nhân. Ở đây thì có đá Hang Rơi rồi đá Bảy Mẫu. Đây quý vị này, trồng tràm giấy rồi đất cũng còn trống. Ở đây thì trồng cây rừng cây gá tị, cây gá tị còn nhỏ thì hay quá quý vị này, lá to quý vị nhá, cây gá tị lá rất là to, đẹp quá quý vị nhà. Nếu mà Khánh có live cam thì tuyệt vời quý vị ạ. Đẹp quá quý vị ạ, có những hòn đá xa xa kia thấp thoáng đẹp lắm. Đây người ta còn trồng cây điều mà quý vị thấy đất cỏ nhiều lắm. Đất sét trắng quý vị nhỉ. Đất này Khánh cảm giác nó cũng giống giống với đất ở trên Hồ Nai. Nhìn chung là không tốt bằng đất của vùng Gia Kiệm. Mặc dù trên này cũng có cấu tạo địa chất về núi lửa nhiều. Núi lửa thì tạo thành phun trào bao nhiêu năm đó, bao nhiêu triệu năm đó thì tạo thành lớp đất rất là màu mỡ, màu đỏ, gọi là đất ba gian đấy quý vị. Còn ở đây thì Khánh lại thấy đất sét trắng vậy thôi. Đây quý vị này, con đường đi vào đá Bảy Mẫu trong này thì là đường đất thôi. Nếu quý vị rảnh thì quý vị cùng đồng hành với Khánh nhé. Khánh muốn xuống khu vực Tư Đề dưới kia nữa. Tư Đề là cái tên của một địa phương, nó thuộc về tỉnh Bình Thuận rồi đấy, nhưng mà nó vẫn còn dính dáng về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mình. Đây, quả đồi cao quý vị này. Đấy, đẹp quá. Đây là con đường có thể nói đi vào vườn thược ruộng rẫy thôi, nhưng mà Khánh thấy ít ruộng. Ít ruộng, giống như là đây là khu vực mà đất đai của nông trường hay của gì đó, không phải của tư nhân quý vị nhỉ. Cây tràm giấy này, cỏ bên nhiều. Gần gần đây là tới khu vực rừng phòng hộ gọi là tên là Tân Phú quý vị ạ. Mặc dù khả năng ở khu vực Định Quán đây, nhưng mà tên của khu rừng đó là Tân Phú. Và rừng đó cũng to, cũng đẹp lắm. Khánh đi vào Thác Mai rồi, và Khánh thấy còn cả những chú lợn rừng này kia nữa. Đường đất vậy thôi quý vị nhỉ. Những vườn mình cùng đến gần một tí để mình khám phá, mình nhìn gần hơn hòn đá quý vị nhá. Có lây cam thì tuyệt vời hơn, và vì thời gian cũng không có nhiều, Khánh chỉ đến quay một chút vậy quý vị nhá. Chung quanh là vườn điều người ta này quý vị này. Đấy quý vị ạ, hòn đá đen thui nhắn thín, cao lắm quý vị này. Hòn đá có những vết nứt nữa, nếu mà quý vị thấy là nhờ có những hòn đá con ở trên nhỏ nhỏ cái kia,
Nếu mà hòn đá trên to đều nhau thì sẽ tạo ra đá ba chồng giống như định quán đấy quý vị. Chất liệu đá ở đây thì gần đây cấu tạo địa chất cũng giống như hòn đá ba chồng quý vị ạ. Tỏ lắm quý vị này. Đấy quý vị ạ, tỏ lắm. Đá đen trên này đó quý vị này. Đấy quý vị ạ. Đá dựng đứng thì là sang tròn, khác với đá chữ thập thì không cao lắm, dài dài thon thon, còn đá ở đây thì dựng đứng cao tròn. Nếu chủ mình cũng có thể lên được đấy quý vị ạ. Đấy quý vị nhìn trên này, vách đá dựng đứng ấy, nhưng mà nó có đường để lên. Đấy, về nguyên tắc thì những hòn đá này cấu tạo địa chất theo gắn biết thì đã có cách đây khoảng 400.000 năm rồi đấy quý vị ạ. Từ 400.000 năm đến cả bao nhiêu triệu năm về trước rồi quý vị ạ. Đấy quý vị thấy bát dựng đứng.
Quý vị ạ, vậy là từ Hang Rơi mình đi 7 km nữa là mình sẽ tới biên giới của tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bình Thuận. Khu vực đó thì có chiếc cầu cũng được mới xây. Trước đây thì người ta làm bằng bến phà. Bến phà Khánh nghĩ là có tên là Tư Đề, cho nên sông La Ngà chảy qua khu vực đó người ta gọi là sông khu vực sông Tư Đề, chứ người ta không gọi là sông La Ngà, quý vị ạ. Mời quý vị cùng với Khánh đi 7 km nữa, rồi đi trong khoảng 10 phút nữa thôi là mình sẽ tới khu vực sông La Ngà, cũng như là biên giới giữa vùng Định Quán rồi vùng Bình Thuận, quý vị nhá. Khánh có thể xin được tắt máy một chút để cho phim đỡ dài, quý vị ạ. Hang Rơi thì rất là đẹp, nhưng mà tiếc là Khánh không có thời gian nhiều để khám phá. Đồng thời Khánh cũng không được, live cam của Khánh hôm nay cũng không có, cho nên quý vị thông cảm nhé. Chỗ này thì đường có bé hơn một chút, đẹp quá quý vị nhỉ. Vắng người, đường không có người mấy nhưng mà đường ngon. Khúc này thì cũng bằng con đường sông Hành Gia Kiệm hay là to hơn một chút quý vị này. Nhưng mà quý vị thấy hai bên cọc tiêu rồi cầu cống ngon lành lắm. Ở đây thì phía bên tay phải mình ấy quý vị, đây rồi, vừa nói là tới luôn hàng rào của rừng rồi đây quý vị này, rừng phòng hộ Tân Phú, chỉ có những cây điều người ta trồng ở ngoài một tí vậy thôi chứ là rừng rồi đấy quý vị ạ. Rừng này, ở giữa khu rừng này thì có thác Mai với bầu nước sôi, đấy là khu du lịch thác Mai. Con đường này là nó ven theo rừng đây quý vị này. Khu vực này Khánh cảm giác cũng giống như mình đang ở đường đèo Khánh Lê chẳng hạn, hay là một con đường quốc lộ 27VC gì đó chẳng hạn cái gì ạ. Nó như vậy đấy, nó vắng người và đất mênh mông. Những cánh đồng cỏ có hoa cái gì ạ. Đấy, rừng bên này cái gì ạ. Một tí ven rừng là cây điều thôi chứ thực ra là rừng hết phía sông rồi đấy. Trước đây đi vào thác Mai thì Khánh gặp cả heo rừng. Hiện nay thì mình còn 3 km nữa là mình sẽ tới bến phà ngày xưa, bây giờ có cầu rồi, cũng sông La Ngà nữa. Là
thấy người ta trồng người ta gọi là củ sắn, nhưng mà người Bắc mình thì gọi là củ đậu ấy quý vị, nhiều nhỉ quý vị nhỉ. Và khánh khá lạ là thấy nó có màu vàng vàng và nó to quý vị ạ. Đây thì còn 1 km nữa là tới cầu rồi quý vị này, cầu bắc qua sông La Ngà và biên giới giữa hai miền. Ban nãy em gặp những người họ đến đây họ làm thì họ lại là những người bên kia tỉnh Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận thì nơi thì bên đó có nhiều người đồng bào Rắc Lây quý vị, họ cũng qua đây họ làm kiếm thêm thu nhập. Quý vị thấy khu vực này không xa Định Quán, có hơn 10 cây số và không xa vùng Gia Kiệm mấy, nhưng mà mình thấy nó quá khác lạ quý vị ạ. Nếu không có dịp đi thì mình cũng sẽ không nghĩ là khu vực này nó lại trù phú và nó nhiều cảnh đẹp mà nó lại cũng gần Gia Kiệm như vậy thôi. Anh sắp sửa tới biên giới sông La Ngà chia cắt ra giữa hai tỉnh Bình Thuận với lại tỉnh Đồng Nai rồi quý vị ạ. Định Quán rồi. Đây là khu vực quan đây quý vị này, có ngôi nhà cà phê cầu bến thuyền này. Đấy, quý vị thấy bên này là vườn bưởi vườn quýt gì đó cũng đẹp lắm. Đây gọi là cầu bến thuyền. Ngày xưa thì khán nghe nói ở đây có một cái bến phà gọi là Tư Đề gì đó quý vị ạ. Và bên này hiện nay cũng có một ngôi nhà thờ gọi là Tư Đề luôn. Ồ đẹp đây quý vị này. Rất tiếc hôm nay khán không có live cam. Đấy quý vị ạ, tàu đây. Toàn bộ tàu đây. Mình đi qua bên kia một cái để coi như là được đi qua biên giới. Qua tỉnh Bình. Mình ở đây là thuộc tỉnh Bình Thuận đấy à? À cứ qua cầu là tới được khoảng cả. Ở khu vực này trồng toàn củ sắn không quý vị? Đất ở đây nó hợp với củ sắn này nhỉ? Sao thấy trồng nhiều thật đấy chứ không ngờ. Ăn củ sắn không? Mười hai tấn à? Mà 7.000 một ký anh thấy cũng có giá ấy chứ? Chắc cái kia nó bé à ta? Bên kia thấy to, người ta bảo 7.000 á. Vậy à? Vậy là chỗ 5.000, chỗ 7.000, nhiều lắm. À không, anh thấy trong chỗ kia họ bảo 7.000 đấy. Bỏ mối thì nó nhiều giá rồi. Ở đây ta trồng nhiều thật, đất đây nó hợp với nhỉ. Ở dưới ăn người ta gọi là củ đậu chứ ngay gọi củ sắn. Miền Bắc, người Bắc Nam Tư ở Gia Kiệm ấy. Còn ăn dưới ăn là gọi củ sắn, đây là cái củ mà người ta mài ra, người ta lấy bột người ta làm nước uống ấy, em biết không? Uống ăn mát ấy, dưới đó người ta gọi biết gọi là củ sắn. Còn đây là người ta gọi là củ đậu. Mình bán hàng ở đây lâu chưa? Nhà đây luôn á? Dạ, bán đây được 8 năm rồi đấy. Vậy là thằng gọi là cái gì, gọi là chùm ở đây rồi. Chùm đâu? Bên mạng Định Quán đấy. Ở trong này mà năm mới hay cái gì có thấy khác lạ gì không ta? Noel có thấy điện răng gì không? Có chứ. À vậy à? À vậy. À ừ. Đây quý vị ạ. Ở đây thì không có những cánh đồng lúa nhiều. Có vẻ như vùng cao. Nước sông quý vị có thể thấy nó rút so với bờ đê cũng nhiều. Còn sông La Ngà thì lại ngoằn nghèo lắm. Khu vực này cũng ngoằn nghèo. Anh đang đứng trên cầu. Cầu bến thuyền to cái gì ạ? To như sầu Thanh Sơn Định Quán đấy. Mình qua bên này. Đây là sông La Ngà. Một con sông mà ôm bên phía tây, phía đông của quốc lộ 20. Phía tây thì sông Đồng Nai, cung cấp nước cho thủy điện Trị An, rồi rất là nhiều những cánh đồng lúa.
phía bên này cầu thì nó có chia thành một ngã ba quý vị ạ, ngã ba sông đấy, hai bên. Tới định quán hay đi thế nào? Xa lắm. Xa lắm à? Tới định quán chưa mấy đúng không? Đấy, à, đến chỗ đây có địa điểm ở đấy để bán à? Không, chẳng có mua đó, ăn mua thì bán. Ồ, vậy á? Xong rồi muộn mới về à? Dạ, cũng phải 6 giờ, 7 giờ. À, vậy nhà mình ở bên kia xa không? Qua cầu xa không? Không, mình chỗ chợ Tư Tề. À, chợ Tư Tề cách đây bao nhiêu cây số ta? Tư Tề hả? Ừ. Như 3 cây chứ mấy. À, có vậy thôi à? Dạ. À, vậy cảm ơn. Chưa. À, chưa đến đây lần nào cho nên không biết. Dạ. Ồ, có cái củi đang trụng củi luôn, hay quá. Thế mưa cái là không, mát lắm luôn. À, vậy đó. Quý vị ạ, vậy là hành trình ngày hôm nay cắn vòng bèo đến nhà thờ Gia Căn, chợ Gia Căn, và đến vùng ranh giới giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bình Thuận đấy quý vị. Quý vị có thể thấy khu vực cầu bắc qua sông La Ngà gọi là Tư Tề, thì ở đây đặc biệt là có một vùng trồng người ta gọi, địa phương người ta gọi là củ sắn, nhưng mà hắn thấy nó là củ đậu đấy quý vị. Đặc biệt ở đây người ta chuyên ăn củ đậu nhiều lắm quý vị ạ. Một sào củ đậu thì trồng khoảng 5 tháng 20 ngày là thu hoạch, và tôi thấy là người ta một sào thì có thể người ta thu hoạch được cỡ từ 12 tấn cũng có quý vị ạ. Đấy là một điều mà khán thấy cũng đặc biệt, bởi vì từ trước giờ chưa bao giờ khán thấy khu vực trồng củ đậu. Khán lại không nghĩ là ngay khu vực định quán đi vào này cũng có quý vị nhà. Và quý vị thấy những người trồng củ đậu, những người thu hoạch họ cũng vui quý vị nhà. Nói vui một tí, quý vị thông cảm vậy quý vị nhá. Khánh xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em mình đã xem phim ạ. Khánh chúc quý vị năm mới luôn có những phút giây vui vẻ thư giãn bên gia đình và những người thân yêu ạ. Khánh xin cảm ơn tất cả luôn ạ.